Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Faye đã đẻ đàn con của Loki. Cho con. Tầm này tim mẹ thì bầu sữa mẹ cho dù có căng đến mấy thì chỉ vào một lượt thôi là sẽ sẹp. Đây là đàn con của Loki, Faye. Ở ngày tuổi thứ 24 chạy lon ton hết rồi. Ăn nhanh không chứ ăn hết. Khay này hơi bé là à, con này vẫn còn đang no. Trời ơi. Đấy. Tập ăn. Đấy, ăn đi. Đúng chưa? Ăn đi. Ăn nhanh thì chúng nó ăn hết này. À, mấy con kia vẫn còn đang chờ mẹ ra cho ti. Ăn nhanh thì chúng nó ăn hết. Khay này hơi bé này, à, con này vẫn còn đang no. Trời ơi. Đấy. Tập ăn là cho nhặt thịt tái, thịt xay tái không chín hẳn. Đây là con của Faye và Loki. Giai đoạn vết đĩa. Dù là cho mẹ rất là nhiều sữa nhưng mà cho mẹ nó vẫn chủ động cho con tập ăn. Cho mẹ vẫn chủ động nôn ra cho con nó tập ăn. Cho nên là phải cho con tập ăn sớm. Đây. Gần mấy nhóc con này. Thôi còn tí nữa còn liếm bút còn vét. Nếu mà cứ để cái đĩa ở đây này cho nó sẽ vét đến lúc sạch tinh. Con của Loki đấy. Con của Loki với Faye. Đúng vậy hả? À? Cái nào vừa sủa? Thế nào vừa sủa đấy? Trời ơi, nó hóng mẹ để bú đây. Nên nó nằm ở bên ngoài để nó hóng mẹ bên ngoài. Chào em. Hôn nhu. Thank you.
cho con. Tầm này ti mẹ thì bầu sữa mẹ cho dù có căng đến mấy thì chỉ vào một lượt thôi là sẽ xẹp. Đây là đàn con của Lucky Fay. Ở ngày tuổi thứ 24. Chạy lon ton hết rồi. Này, sữa này. Một cái ti không có con nào nó ti này. Sữa căng tròn này. Còn kia định tranh ở đấy, tranh là sao được. Đây, ra đây. Đây này. Đây này. Đây, lúc đi đâu. Ti này nhiều sữa này. Đây này. Đây. Ti này căng sữa này. Không thèm ti, phải đúng cái ti của nó mới ti. Đấy, là tranh cơ. No rồi. Ừ, một đứa đã no, ngủ luôn. Đấy, chó to như thế này mà ti được no. Biết là chó mẹ nó nhiều sữa như thế nào. Ti và không thèm đi đòi thêm ti khác nữa thì biết. Đây, vẫn còn đang dư một cái này, không còn nào thèm ti. Kinh này. Rút đi đâu? Đây rồi, mút đi cho nó đỡ căng. Đừng để cái ti nào bị căng cả. Vừa vào là tất cả các ti đều căng. Tí ra là tất cả các ti đều sẽ xẹp. Đây, ti có tí ngủ luôn này. Đấy, no luôn. Mấy nhóc con này. Ok. Fay. À, bây giờ là buổi tối. À, Fay vẫn số lượng con là vẫn là 9 con. À, như bây giờ thì có thể nói là chốt hạ rồi.